Khi gặp chuyện không vui, hãy tự nói với mình ba câu này. Hãy nghĩ rằng, hết thảy chúng sinh đều từng là cha mẹ đời trước của ta. Đức Phật đã từng khai thị với các đệ tử của mình rằng, hết thảy chúng sinh trên đời đều từng là cha mẹ kiếp trước của ta. Đương nhiên, đó là một cách nói hình ảnh, ẩn dụ. Pháp lý mà Đức Phật Thích Ca muốn truyền tải chính là hãy đối xử với tất cả những người ta từng gặp gỡ giống như cách ta phụng dưỡng, yêu thương cha mẹ của mình vậy. Khiêm nhường, lễ độ, thân ái, trìu mến. Phật gia giảng về lục đạo luân hồi. Con người sinh ra không chỉ tồn tại một kiếp, một đời. Rất có thể ở những kiếp khác nhau, hai người đã có nhân duyên. Bởi vậy khi có người khiến bạn bực mình, hãy thử nghĩ rằng, biết đâu trong những đời trước, họ đã từng là cha mẹ của mình. Nếu quả thực là như vậy, có phải họ cũng đã từng chịu đựng bao vất vả, cực khổ để nuôi dưỡng, chăm sóc, yêu thương ta hay không? Khi ấy, liệu chúng ta còn nỡ lòng căm hận họ hay không? Hết thảy chúng sinh đều là Bồ Tát. Ấn Quang Đại Sư từng nói, xem hết thảy chúng sinh đều là Bồ Tát, duy chỉ có mình ta là kẻ phàm phu. Ý nghĩa của câu nói này thực ra vô cùng sâu sắc. Phật gia giảng, mỗi người đều có Phật tính, nghĩa là bản tính nguyên sơ của con người chính là do Phật tạo nên, là thuần thiện, thuần chính. Dẫu trên đường đời, bạn gặp không ít kẻ tiểu nhân, những người cơ hội chỉ trực làm hại ta. Nhưng Phật nhắc ta nhớ rằng, như Mạnh Tử nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Đừng vì cái xấu xí của họ hôm nay mà thiếu đi sự tin tưởng vào bản tính thiện lành gốc rễ của con người. Khi có thể coi họ như Bồ Tát, có nghĩa là ta đã nhìn thấu được sự tốt đẹp chân chính của sinh mệnh họ, nhận ra được phần thiện lành ẩn sâu trong họ. Chỉ như thế, ta mới có thể bao dung và yêu thương họ. Phàm những người chọc giận ta, ở một khía cạnh nào đó là đều đang giúp ta tôi rèn sự nhẫn chịu, một trong những đức tính tuyệt vời nhất mà Phật gia yêu cầu đối với sự tu dưỡng của con người. Có thể nhẫn chịu và mỉm cười trước những lời thóa mạ, châm chọc, những chuyện đố kỵ, hèn hạ, nhỏ nhen. Chẳng phải bạn đã trở thành một bậc quân tử rồi sao? Chẳng phải đã nâng cao phẩm giá, đức hạnh của mình lên mấy phần rồi sao? Chúng ta thực sự nên cảm ơn họ. Có thể ngay trong đời này, cũng có thể là ở kiếp sau. Chỉ cần có duyên, họ ắt sẽ đắc được Phật Pháp nhiệm màu, cũng có thể tu thành chính quả, thành một vị Phật chân chính. Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng phải chính là từ một người thường với tâm cầu đạo, tu hành nhiều năm, rồi nhập Niết Bàn mà trở thành Phật. Đó là lý do vì sao Phật giảng, điều ý nghĩa nhất của sinh mệnh đời người là trở về, phản bổn quy chân, quay về với bản tính thuần thiện, nguyên sơ của sinh mệnh. Khi con người có thể phản bổn quy chân, rũ bỏ sự vô minh, tâm tối để quay về chân giá trị, thì chuyện đắc đạo thành Phật chẳng phải chỉ còn là vấn đề sớm muộn hay sao? Nói cách khác, hết thảy mọi chúng sinh đều đáng nhận được sự tôn kính, bởi vì trước Phật, tất cả đều bình đẳng. Thế thì tại sao ta có thể sân hận họ được đây? Khởi tâm sân hận, oán thù họ, nào có khác chi oán hận Phật đây? Đạo lý chính là như vậy. Vậy nên mỗi lần gặp phải chuyện phiền lòng, đụng độ phải người gây khó dễ, đối diện với điều ấm ức, bạn hãy niệm thầm trong đầu mình ba lời này. Hết thảy chúng sinh đều đã từng là cha mẹ đời trước của ta. Hết thảy chúng sinh đều là Bồ Tát lúc này. Hết thảy chúng sinh đều là Phật trong tương lai.
nỗi sân hận trong tâm bạn sẽ mau chóng tiêu tan như làn khói. Mọi yêu ghét, hận thù cũng sẽ qua như giấc mộng. Và bạn sẽ chỉ thấy vô thường sinh tử kiếp con người, hồng trần cuồn cuộn chẳng phút nguôi. Tâm phiền rũ, lòng như trăng sáng, gieo thiện lành kết phúc nơi nơi. Ba câu nói sau có thể mang lại phúc đức cho cả đời người. Trong cuộc đời mỗi con người, gặp được quý nhân không phải là chuyện dễ dàng. Thế nên, chúng ta càng nên đọc, ngẫm và làm theo những câu nói có thể mang lại lợi ích lâu dài sau đây. Hãy nhớ rằng, có những thứ không thể nắm chặt trong tay. Hãy để nó thuận theo lẽ tự nhiên để bản thân ta được nhẹ nhõm. Trong đầu không phải đè nặng những mối suy tư. Câu thứ nhất, không nhất thiết phải tự tạo áp lực hạ thấp mình, càng không nhất thiết phải tâng bốc người khác. Cho dù xuất thân thấp kém hay cuộc sống khó khăn, chúng ta cũng không nên để bản thân bị thao túng trước ánh mắt của người khác. Chỉ có duy trì vững chắc nhận vốn có của bản thân, trực tiếp đối mặt với đời, lúc cần nói thì nên nói, lúc cần làm thì nên làm, bạn sẽ khiến người khác không thể coi thường mình. Đây cũng là cách giúp bạn có thêm ngày càng nhiều những cơ hội bình đẳng và có sự tôn trọng. Câu nói thứ hai, tin vào bản thân quan trọng hơn việc dựa dẫm vào người khác. Làm người nhất định phải có tư tưởng, có trách nhiệm với xã hội. Với mỗi cá nhân, tin vào chính bản thân mình quan trọng hơn rất nhiều so với việc ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Những người khác nhau khi hành sự chắc chắn không thể giống nhau. Năng lực mạnh, yếu của từng cá nhân, thông thường người quản lý đều có thể thấy rõ. Chỉ cần tận tâm tận lực làm việc, bạn sẽ không bị vùi dập, trừ khi bạn vẫn còn nghi ngờ vào năng lực của bản thân. Bất luận thực tế cuộc sống của mỗi người có ra sao, nỗ lực không bao giờ là thừa. Câu nói thứ ba, biết kiềm nén và biết khiêm tốn. Trên hành trình mang tên đường đời, khó có thể tránh được những lúc thất bại. Việc oán hận người khác, than trời bất công, đó đều là những biểu hiện cho thấy chúng ta chưa thể kiềm nén bản thân. Kiềm nén, kiểm soát được cảm xúc, tình cảm của bản thân là biểu hiện của một cái đầu khôn ngoan, trí tuệ, là sự trầm định của lý trí, là tiêu chí của sự thành thục. Khiêm tốn chính là sự tự tin trong nội tâm. Hãy thật sáng suốt, nhận định lúc nào nên khiêm tốn để biến nó thành vũ khí quyết định sự thành bại của bản thân. Có người thắc mắc, phúc lộc của đời người là từ đâu mà đến? Là do tài năng, học vấn, do may mắn hay sự ưu ái của ông trời? Kỳ thực hoàn toàn không phải vậy. Cổ nhân có câu rằng, người làm điều thiện, phúc tuy chưa đến, nhưng họa cũng đã tránh xa. Người làm điều ác, họa tuy chưa đến, nhưng phúc đã rời xa. Không nói đến có quỷ thần hay không, hoặc có chuyện quỷ thần báo ơn hay không, nhưng có một điểm chắc chắn là làm nhiều việc thiện, phúc ắt có dư, làm nhiều việc ác, họa tất có thừa. Đọc ngay những điều này vào mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ làm thay đổi vận mệnh, chuyển họa thành phúc. Hãy dành một phút để đọc ngay bạn nhé. Tùy duyên, xin hãy để mọi thứ tùy duyên. Tình cảm không thể qua loa lấy lệ, cũng giống như tấm lòng thành không thể bị đem làm trò đùa. Duyên tới không nên khinh nhẹ mà bỏ qua, duyên đi cũng đừng bi lụy mà nuối tiếc. Hãy dùng tình cảm để đáp lại tình cảm, đó mới là tình cảm thật sự. Yêu thương bình đẳng với tất cả mọi người mới thực sự đắc được nhân tâm. Đời người giống như một tách trà. Đầy cũng tốt,
mà vui cũng được, cần gì phải tranh giành ngược xuôi. Đậm cũng ngon, mà nhạt cũng nồng nàn. Bởi hữu xạ tự nhiên hương, nên tự bản thân đã có hương vị rồi. Vội cũng vậy, mà chậm cũng thế, cớ sao ta cứ phải muốn phiền. Nóng cũng được, mà lạnh cũng vậy, bởi tất cả chỉ như một nụ cười thoáng qua. Đời người ta, bởi để ý nên mới đau khổ, bởi nghi ngờ nên mới tổn thương, bởi biết xem nhẹ nên mới vui vẻ, bởi lãnh đạm nên mới thấy hạnh phúc yêu đời. Mỗi cá nhân khi đến cõi hồng trần đều giống như một vị khách qua đường. Có rất nhiều sự việc mà bản thân không thể làm chủ được, hà cớ sao phải níu giữ truy cầu. Bởi vậy, xin hãy để mọi thứ tùy duyên. Duyên đến hãy vui mừng đón nhận, duyên đi hãy bình thản bước qua. Cuộc sống phải có khó khăn, hoạn nạn, hãy bình tâm đón nhận. Đức Phật đã dạy chúng ta, nếu thành công đến quá dễ dàng, chúng ta thường kiêu căng, tự phụ. Có khó khăn, hoạn nạn, ý chí ta mới được tôi rèn, bản thân mới trưởng thành. Gặp hoạn nạn, chúng ta sẽ không còn tâm kiêu căng, không còn lòng tham lam, không còn dễ sân hận, không còn si mê lầm lẫn. Tính toán mang lại lợi ích cho người, đó chính là thể hiện của lòng nhân ái. Người với người luôn có sự tương hỗ, hòa lại lẫn nhau. Khi bạn nhường người khác một bước, người khác mới có thể kính bạn một đường. Lòng người ta cũng giống như một con đường, càng so đo tính toán sẽ càng trở nên chật hẹp, càng khoan dung độ lượng sẽ càng rộng mở, thênh thang. Không nên tính toán với người quân tử, bởi họ sẽ trả lại bạn gấp đôi. Không nên tính toán với kẻ tiểu nhân, bởi họ sẽ gây thêm tai họa. Khoan dung mặc dù là sự nhượng bộ với người khác, nhưng thực tế là mở rộng con đường trong tâm mình. Tâm tính phải vững, biết nhẫn nhịn và bỏ qua. Tâm tính của chúng ta không cố định, thường xuyên thay đổi. Gặp cảnh thuận lòng vừa ý, tâm trạng của chúng ta vui tươi, hồ hởi. Gặp cảnh trái tai gai mắt, tâm trạng của chúng ta dễ nổi sóng gió. Nhẹ thì còn giữ được trong lòng, nặng thì phun ra miệng những cơn bực dọc, tức tối, những điều khó nghe, cay nghiệt. Gặp đối phương biết nhẫn nhịn thì mọi việc còn có thể êm xuôi, hòa chuyện. Nhưng gặp đối phương ngoan cố thì khó có thể đoán trước được sự việc. Buông bỏ. Người xưa có câu: buông đi cho nhẹ nỗi lòng, cho tâm thanh tịnh, cho lòng lạc an. Hôm nay, dù sự việc xảy ra có long trời lở đất đến mức nào, thì tới ngày mai cũng đều là chuyện nhỏ. Năm nay cho dù sự việc nghiêm trọng tới nhường nào, thì bước sang năm đó chỉ còn là câu chuyện của ngày xa xưa. Cho dù đó là việc lớn cỡ nào trong kiếp này, tới kiếp sau cũng chỉ là truyền thuyết được người ta kể lại. Nếu gặp chuyện không thuận lợi trong cuộc sống cũng như trong công việc, đừng quên nhắc nhở bản thân rằng mọi việc rồi cũng sẽ qua đi. Hãy hít một hơi dài bình thản, vì ngày mai trời sáng thôi. Phật dạy, từ bi không phân biệt ai với ai. Đức Phật đã từng được tặng một món quà kỳ lạ. Một hôm, khi Đức Phật đang thuyết giảng Phật Pháp cho các vị đệ tử, thì bỗng nhiên có một người tu sĩ Bà La Môn xông đến, xúc phạm Ngài Thậm Tệ, thậm chí còn định tấn công Ngài. Thế nhưng dưới cái nhìn trí tuệ của một bậc toàn giác, đáp lại thái độ giận dữ của đối phương, Đức Phật chỉ hoàn toàn im lặng. Tất cả đệ tử đều ngạc nhiên trước cách hành xử của Đức Phật. Người đàn ông Bà La Môn lại càng ngạc nhiên gấp bội. Ông đã hỏi Đức Phật rằng, tại sao lại im lặng nghe ông ta chửi? Đức Phật chỉ mỉm cười bình thản. Nếu ta tặng ông một món quà,
ông không nhận thì món quà đó thuộc về ai? Thuộc về tôi, người đàn ông đáp. Đức Phật gật đầu và giải thích. Cũng như vậy, ông chửi ta không nhận thì thôi. Tha thứ cho người khác chính là cởi trói cho chính mình. Trong cuộc sống, bạn có bằng lòng tha thứ cho người đã hãm hại bạn không? Bạn có bằng lòng giúp đỡ họ không? Bạn có cần người khác phải cúi đầu xin lỗi bạn trước, rồi bạn mới giúp đỡ lại họ? Vốn dĩ, lòng từ bi không phân biệt ai với ai, trước hay sau, sang hay bần. Chỉ cần cảm nhận được tất cả nỗi đau khổ của chúng sinh, đối xử tử tế với chúng sinh, đồng thời giải thoát chúng sinh khỏi những đau khổ đó, hy vọng chúng sinh được sống vui vẻ, đó chính là sự từ bi chân chính. Tha thứ cho người khác cũng là cởi trói cho chính mình. Nhiệt tình giúp đỡ người khác, tích cực cho đi cũng là cách để chúng ta nhận lại phúc báo cho bản thân. Vốn dĩ, phúc báo lớn nhất trên đời chính là sự tha thứ. Đời này không có gì là không buông bỏ được. Vì sao ư? Chỉ cần thấy đau tột cùng sẽ tự khắc buông thôi mà. Trong ngoài lặng lẽ chẳng vui đâu, sáng suốt hồn nhiên khỏi vọng cầu. Buông hết một phen dừng luyến tiếc, ai hay ngày đó thấy đạo màu. Đời này không gì là không buông bỏ được. Có người hỏi Hòa Thượng, tại sao có một số thứ còn không thể buông bỏ được? Vị Hòa Thượng đã làm một việc. Có một người đàn ông với vẻ mặt khổ sở hỏi một vị Hòa Thượng, thưa Thầy, có một số thứ và một số người, tại sao con lại không thể buông bỏ được? Vị Hòa Thượng nói, không có gì là không buông bỏ được. Người đàn ông kia lại nói, có những thứ và những người mà con hết lần này đến lần khác đều không buông bỏ được. Vị Hòa Thượng liền bảo người đàn ông kia cầm cái chén lên, rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa Thượng rót đến tận lúc nước trà trong chén đã trào ra ngoài. Người đàn ông kia lập tức thấy nóng không chịu được, liền buông tay và đặt chén trà xuống. Lúc này vị Hòa Thượng lại nói, trên đời này không có gì là không buông bỏ được. Chỉ cần người cảm thấy bị đau, người sẽ tự bỏ xuống được thôi. Quả thật, khi chúng ta đã có công danh, thì liền thấy khó buông bỏ được công danh. Khi chúng ta đã có tiền tài, thì liền cảm thấy khó buông bỏ được tiền tài. Khi chúng ta đã có tình yêu, thì liền thấy khó buông bỏ được tình yêu. Khi chúng ta đã có sự nghiệp, thì liền thấy khó buông bỏ được sự nghiệp. Tất cả những điều này khiến chúng ta không buông bỏ được là bởi vì trong lòng chúng ta còn có suy nghĩ và mong tưởng về chúng, còn bị chúng hấp dẫn, hay là bởi vì hành vi của đối phương còn chưa động chạm đến ranh giới của sự chịu đựng. Nói chung là vì chúng còn chưa khiến bản thân chúng ta bị đau nhức đến mức phải buông bỏ. Ví dụ như khó buông bỏ được tình yêu là bởi vì trong lòng chúng ta còn có hy vọng và mong đợi rằng trong tương lai sẽ có cải biến. Trong lòng vẫn còn bị tham dục cản trở. Những người thiếu quyết đoán thường hay nghĩ trước nghĩ sau, nên cầm lên cũng chậm, mà buông bỏ cũng chậm. Nếu như người đó trải qua một lần biến cố to lớn, hay chỉ khi cận kề cái chết, sẽ có thể khiến họ thay đổi. Khi chúng ta đối với một thứ hay một người nào đó, mà có cách suy nghĩ, nhìn nhận thông thoáng hơn, xem nhẹ hơn, thì việc buông bỏ cũng sẽ dễ dàng hơn. Thấy đau tột cùng sẽ tự khắc buông thôi mà.
Chúng ta sở dĩ bị rơi vào đau khổ là bởi vì trong lòng còn nhiều dục vọng. Mỗi ngày, chúng ta đều phải suy nghĩ về những thứ dục vọng ấy, thì đương nhiên là sẽ thấy mệt. Cũng giống như việc chúng ta mua sắm đồ đạc cho một căn nhà mới vậy. Lúc ban đầu, vì để thỏa mãn nhu cầu hay sở thích, nên chúng ta đều muốn mua thật nhiều thứ. Nhưng nhiều năm sau này, chúng ta sẽ phát hiện thấy ngôi nhà này đã bị chồng chất quá nhiều thứ, thậm chí cả những thứ không sử dụng đến. Lúc đó, chúng ta có suy nghĩ rằng sẽ bỏ đi một vài thứ nào đó. Nhưng bỏ đi thứ gì đây? Cái gì cũng thấy có ý nghĩa, có kỷ niệm. Vứt bỏ đi thứ gì cũng không đành, nên rốt cuộc lại lưu giữ lại. Cuối cùng, cái nào chúng ta cũng không nỡ bỏ đi. Thế là chúng ta đành phải chấp nhận sinh sống ở một không gian nhỏ hẹp, bức bối mà thôi. Nhưng nếu như có một ngày nào đó, căn nhà của chúng ta bị mưa dột, khiến những thứ đó bị ướt, hay là chúng đã bị rách nát, thì chúng ta lại dễ dàng vứt bỏ ngay. Điều này chính là thật sự đau đớn thì sẽ tự nhiên buông bỏ. Trong cuộc đời, có rất nhiều thứ chúng ta nên buông bỏ. Nếu như chúng ta cứ lưu luyến chúng, thì sẽ khiến chúng trở thành một loại ràng buộc. Hãy dũng cảm buông bỏ để được tự do tự tại. Nếu bạn đang tồn tại trên cuộc đời, thì hãy đọc ngay những điều này, vì cuộc sống không dài như bạn nghĩ. Hãy mỉm cười với những người mà bạn cảm thấy họ đã có một ngày căng thẳng. Hãy tử tế với họ. Tử tế là sự đầu tư duy nhất, không bao giờ vô ích. 1. Cuộc sống của bạn không phải từ lúc bạn sinh ra cho tới khi bạn qua đời. Cuộc sống của bạn chính là ngay lúc bạn đang thở cho tới hơi thở tiếp theo. Hiện tại, ngay ở đây và ngay lúc này chính là cuộc sống của bạn. Vì thế, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bằng sự tử tế và bình an, đừng sợ hãi hay hối tiếc. Thứ hai, cuộc đời rất ngắn ngủi. Đây là cuộc sống của bạn và bạn phải đấu tranh vì nó. Hãy đấu tranh vì những điều đúng đắn, vì những điều mà bạn tin tưởng và vì những thứ quan trọng với bạn. Đấu tranh vì những người bạn yêu thương và đừng bao giờ quên nói với họ rằng họ có ý nghĩa nhiều như thế nào với bạn. Ngay bây giờ, hãy hiểu rằng bạn may mắn khi vẫn còn có cơ hội. Vì thế, hãy dừng lại một chút và suy nghĩ. Bất cứ điều gì bạn cần phải làm thì hãy làm ngay trong ngày hôm nay. Những hy sinh của ngày hôm nay sẽ được đền đáp vào ngày mai. Khi nói đến chuyện làm việc chăm chỉ để đạt được một ước muốn nào đó như tốt nghiệp đại học, xây dựng sự nghiệp hay đạt được một thành tựu nào đó đòi hỏi thời gian và sự quyết tâm, tôi muốn hỏi bạn một điều: bạn có sẵn sàng sống một cuộc đời với mọi người hay không? Thứ tư, khi bạn trì hoãn, bạn sẽ trở thành nô lệ của ngày hôm qua. Nhưng khi bạn chủ động, ngày hôm qua sẽ là một người bạn tốt làm động lực thúc đẩy bạn. Vì thế, hãy làm điều gì đó ngay từ bây giờ để tương lai phải cảm ơn bạn. Thứ năm, thất bại là bài học mà bạn nhận được. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết hy vọng, ngay cả khi họ đã làm người khác thất vọng. Với những ai vẫn có niềm tin, ngay cả khi họ đã nếm mùi thất bại. Với những ai vẫn biết yêu thương, ngay cả khi bị tổn thương. Vì thế, đừng bao giờ nuối tiếc về những điều đã xảy ra trong cuộc đời bạn. Chúng ta không thể thay đổi, không thể làm lại hay quên nó. Hãy biến chúng thành những bài học và sống tiếp bằng lòng biết ơn. 6. Bạn là người quan trọng nhất với chính mình. Hạnh phúc
là khi bạn cảm thấy hài lòng với bản thân mà không cần sự đồng tình từ ai đó. Bạn phải đối xử tốt với chính bản thân mình trước khi muốn có mối quan hệ tốt với những người khác. Bạn phải tự thấy bản thân mình có giá trị thì mới có thể tự tin trong mắt người khác. 7. Hành động của một người nói lên sự thật. Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp nhiều người. Họ có thể nói những lời tốt đẹp, nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ mới nói lên họ là ai. Vì thế, hãy chú ý tới những gì mà người ta làm. Hành động của họ sẽ nói với bạn mọi thứ bạn cần biết. 8. Những hành động tử tế, dù rất nhỏ nhoi, cũng sẽ làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Hãy mỉm cười với những người bạn cảm thấy họ đã có một ngày căng thẳng. Hãy tử tế với họ. Tử tế là sự đầu tư duy nhất không bao giờ vô ích. Bất cứ nơi nào có con người thì đều có cơ hội cho sự tử tế. Hãy học cách cho đi, ngay cả khi đó chỉ là một nụ cười. Cho đi không phải vì bạn có quá nhiều, mà vì bạn biết rằng có quá nhiều người cảm thấy họ dường như không có gì cả. 9. Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ. Bạn là con người nên không thể hoàn hảo. Dù bị tổn thương, nhưng bạn vẫn sống sót. Hãy nghĩ về một đặc ân quý giá là bạn vẫn được sống, được thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được theo đuổi những gì bạn yêu thích. Đôi khi, có những nỗi buồn đang trên đường đời, nhưng vẫn có rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi chúng ta đang tổn thương, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình. 10. Thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau. Cách đây vài năm, khi tôi hỏi bà tôi về việc vượt qua nỗi đau, bà đã giải thích với tôi rằng, hãy nhìn vào những vòng tròn bên dưới, những vòng tròn màu đen đại diện cho kinh nghiệm sống của chúng ta. Vòng tròn của bà lớn hơn vì bà nhiều tuổi hơn và có nhiều kinh nghiệm sống hơn cháu. Những vòng tròn đỏ, nhỏ hơn đại diện cho những chuyện buồn trong cuộc sống của chúng ta. Con người cao bởi chữ nhẫn, quý ở chữ thiện và hơn nhau ở chữ ngộ. Thật khó để định nghĩa thế nào là người thượng đẳng hay hạ đẳng. Nhưng nếu làm tốt những điều dưới đây, chắc hẳn bạn sẽ tự hoàn thiện mình hơn rất nhiều. Khi đắc ý, hài lòng, đừng quá cuồng vọng. Cuồng tất sẽ kiêu, mà kiêu thì tất sẽ bại. Làm mầm mống dẫn đến thất ý. Khi thất ý đừng quá bi thương, bởi vì bi thương thì sẽ yếu lòng. Yếu lòng tất sẽ suy sụp. Một khi không gượng dậy nổi thì chính là không tôn trọng sinh mệnh của mình. Mọi sự nên tùy duyên, không nên cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh mới có thể khiến tâm tình tốt đẹp. Mọi việc trong đời cần xem xét, nên làm thì hãy làm, không nên làm thì không làm là được rồi. Đừng quá khắt khe đòi hỏi ở người khác. Những việc bản thân không muốn thì đừng áp đặt lên người khác. Đừng quá khắt khe với bản thân. Những việc không muốn cũng đừng áp đặt bản thân. Hãy để tự nhiên. Ai cũng phải trải qua một giai đoạn khó khăn nào đó trong cuộc sống. Đừng chán nản và hãy nghĩ đến viễn cảnh sau cơn mưa trời lại sáng. Không ai rảnh rỗi ngồi đấy đếm từng lỗi của bạn. Cứ thư giãn thôi, quan trọng là giai đoạn sau khi sai phạm, sửa chữa lỗi lầm. Bạn sẽ dễ dàng tìm được những người bạn cùng chung tư tưởng. Thế nhưng, bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần khi làm việc cho những người khác quan điểm. Đừng phán xét ai cả. Đằng sau mỗi người đều có một câu chuyện
và những vấn đề riêng mà chỉ có họ mới có thể hiểu hết. Bạn có thích người ta phán xét mình không? Nếu bạn không thích điều gì xảy ra với mình, thì cũng đừng nên làm điều đó với người khác. Khi tranh luận, nếu gặp phải người hiếu chiến, thì nhường người ta đi, gần cổ lên, được gì ngoài mất hòa khí. Nửa ổ bánh mì nó vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì chưa chắc còn là sự thật, không cần cãi. Đừng xem thường ai khi họ chưa có gì, bởi vì loài người thường lạ lắm. Khi sa cơ không lời an ủi, thì lúc thành công họ cũng không cần tiếng vỗ tay. Hãy tôn trọng và đối đãi tốt đẹp, ngay cả khi họ chưa là gì, đó mới là lòng tốt thật sự. Hãy luôn chú trọng vẻ bề ngoài. Đây là cách bạn tôn trọng chính mình và cả những người xung quanh. Con người cao ở nhẫn. Trong mọi việc đều có thể nhẫn thì phẩm chất sẽ tự nhiên cao. Con người quý ở thiện. Trong cuộc đời luôn tích đức, làm việc thiện thì mới là đáng trân quý. Con người hơn khác nhau ở chỗ ngộ. Một người có thể hiểu thấu nhân sinh thì mới là kiệt xuất hơn người. Người xưa dạy rằng, làm người hãy tu dưỡng để trở thành người thượng đẳng, đừng để trở thành người hạ đẳng. Vậy để trở thành người có tu dưỡng, chúng ta cần phải làm gì? Hãy cùng xem những lời răn của người xưa dưới đây. Khi đắc ý, hài lòng, đừng quá cuồng vọng. Cuồng tất sẽ kiêu, mà kiêu tất sẽ bại, là mầm mống dẫn đến thất ý. Khi thất ý đừng quá bi thương, bởi vì bi thương thì sẽ yếu lòng tất sẽ suy sụp. Một khi không gượng dậy nổi thì chính là không tôn trọng sinh mệnh của mình. Mọi sự nên tùy duyên, không nên cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh mới có thể khiến tâm tình tốt đẹp. Mọi việc trong đời cần xem xét, nên làm thì hãy làm, không nên làm thì không nên làm là được rồi. Đừng quá khắt khe, đừng đòi hỏi ở người khác những việc mà bản thân không muốn làm. Cũng đừng quá khắt khe với bản thân, những việc không muốn cũng đừng áp đặt bản thân, hãy để tự nhiên. Đừng cay cú, trách móc khi ai đó ghét mình. Cứ nghĩ rằng hẳn mình phải có 50% sai. Nếu mình tốt và đúng hết thì người ta đã chẳng ghét. Bạn hãy cứ nghĩ vậy đi cho bản thân được thanh thản. Con người cao ở chữ nhẫn. Trong mọi việc đều có thể nhẫn thì phẩm chất sẽ tự nhiên cao. Con người quý ở thiện. Trong cuộc đời luôn tích đức, làm việc thiện thì mới đáng trân quý. Con người hơn người khác ở chỗ ngộ. Một người có thể hiểu thấu nhân sinh thì mới là kiệt xuất hơn người. Đời người, công danh lợi lộc chỉ như mây khói thoảng qua, có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Duy chỉ có tiếng thơm là lưu truyền mãi ngàn năm. Người mà hạ thấp người khác để nâng mình lên, hay nâng mình lên nhằm hạ thấp người khác, thì đều chỉ là tiểu nhân, không được người đời tôn trọng. Người mà khiêm tốn, cung kính, nâng người hạ mình mới là điều mà người quân tử hướng tới. Người đa nghi, tất sẽ sinh thị phi. Người nhiều lo lắng thì sẽ sinh phiền não. Người nhiều suy tư, hoài niệm sẽ sinh ra u buồn. Người quá nhiều oán hận sẽ sinh ra căm phẫn, uất ức. Một khi tâm bình thì khí tất sẽ thuận, tâm loạn thì mọi sự tất sẽ rối. Tâm thái của một người bị mất cân bằng thì mọi thứ tất sẽ bị lệch. Đối với người thiện, người tốt thì phải cung kính. Đối với người ác, người xấu thì phải nghiêm khắc. Đối với bạn thì phải độ lượng. Đối với người tài
thì phải khiêm tốn. Đối với người hèn yếu thì phải khoan dung, giúp đỡ. Vạn vật trong xã hội loài người đều phải ở trong bồi dưỡng, hung đúc mà có phẩm chất tốt đẹp hơn. Con người cũng vậy, sống trên đời phải thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân tu dưỡng thành người thượng đẳng, cao quý. Phàm là con người, ai sinh ra cũng mang trong mình phúc quý, nhưng vì mắc phải tội này nên phúc báo mất hết. Đọc ngay để tránh mất phúc khí nhé. Kính thưa quý vị thính giả và các Phật tử thân mến, phàm là con người sinh ra, ai cũng mang trong mình phúc quý. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện dưới đây để hiểu rõ hơn nhé quý vị. Câu chuyện như sau. Một lần, Phật đi giáo hóa vùng Bà La Môn. Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá nên ra đón đường Phật chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau chửi. Thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận. Chặn Phật lại, họ hỏi: Ngài có điếc không? Ta không điếc. Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi? Này Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng, họ không nhận, thì quà về tay ai? Quà ấy về tôi chứ ai? Cũng vậy, ông chửi ta không nhận thì thôi. Người kêu tên Phật chửi mà ngài không nhận. Còn chúng ta, những lời nói bóng, nói gió, ở đâu đâu cũng lắng tai nghe, để buồn, để giận. Như vậy mới thấy, những lời cuồng dại của chúng sanh, ngài không chấp, không buồn. Còn chúng ta do si mê, chỉ một lời nói nặng nói hơn, ôm ấp mãi trong lòng. Vì vậy mà khổ đau triền miên. Khẩu nghiệp chính là ác nghiệp. Bởi vì theo đạo Phật, bất cứ sự vật, sự việc gì cũng đều có luật nhân quả. Khẩu nghiệp cũng chính là ác nghiệp. Bởi vì theo đạo Phật, bất cứ sự vật, sự việc gì cũng đều có luật nhân quả. Điều này rất dễ thấy thông qua tính chất quan hệ nhân quả trong Phật giáo. Lời ác nói ra như bát nước hắt đi. Nước một khi đã đổ thì không thể nào thu lại được. Vì thế mới có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Có nhiều phụ nữ hay phàn nàn về chồng, nói chồng không tốt thế này thế kia, rồi đem cả cha mẹ chồng, tổ tông nhà chồng ra mắng nhiếc. Thực sự, chuyện như vậy sẽ tạo khẩu nghiệp rất nặng và điều này chỉ khiến gia cảnh càng ngày càng đi xuống. Vậy nên, nhất định phải chú ý vấn đề khẩu nghiệp này. Lời nói có thể xoa dịu đi nỗi đau trong lòng. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, khiến người ta ăn năn, hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế. Nên nhớ, việc tạo ra phước đức cần cả một đời, nhưng chỉ cần một lời ác khẩu nói ra là tiêu tan trong giây phút. Nếu chúng ta muốn tu hành được tinh tấn và thành tựu thì phải tránh những chuyện thị phi. Vì thị phi mất rất nhiều thời gian một cách vô ích mà lại gây tạo rất nhiều nghiệp khẩu, oan trái. Hậu quả của khẩu nghiệp cũng vô cùng kinh khiếp. Không dương thì âm, sớm hay muộn thì cũng đều có báo ứng. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành. Còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được. Đọc và ngẫm, nỗi khổ đau dai dẳng là tự thân mình. Người đàn ông: Không phải vậy sao sư phụ? Người khác than khổ nhiều nhất chỉ cần 3 ngày 3 đêm, còn than khổ có thể phải cần 3 năm lận đó.
Sư phụ nói, đó là cái khổ của lúc nào? Người đàn ông đáp, dạ, vào mấy năm trước. Sư phụ tiếp lời, vậy chẳng phải đã qua rồi sao? Tại sao còn bám giữ không buông? Sư phụ dừng một lúc rồi lại hỏi, phần của con có thối không hả? Người đàn ông đáp, đương nhiên là rất thối rồi. Sư phụ mới nói, nếu vậy, bây giờ phân đó đang ở đâu? Người đàn ông trả lời, đi xong là xả sạch luôn rồi. Sư phụ lập tức nói, tại sao con không gói nó lại, bỏ nó trên người con? Gặp được ai cũng lấy ra nói với người ta, tôi từng bị thứ này làm tôi thối. Người đàn ông đáp rằng, điều đó thật ghê tởm quá. Đúng vậy, khổ nạn cũng giống như vậy, nó đã là quá khứ rồi. Nhớ lại và than khổ cũng giống như chúng ta mang phần ra cho người khác xem, vừa thối mình lại vừa thối luôn người khác. Con hiểu chưa hả? Người đàn ông lúc này mới nói, con hiểu rồi thưa sư phụ. Vậy sau này con còn muốn than khổ nữa không? Người đàn ông lập tức, không muốn nữa ạ. Nhớ kỹ, càng than khổ thì càng khổ, càng oán trách thì càng oán. Sư phụ nói, nếu như bạn cứ sống mãi trong thời gian của quá khứ, vậy thì bạn sẽ không có niềm vui. Phật gia giảng, sống trong đời, người đến với người là bởi do duyên nợ. Đã không có duyên, đã không gặp, thiện duyên hay ác duyên là bởi nợ nần từ kiếp trước. Làm người mà không thấu hiểu cái lẽ ấy thì suốt đời oán hận, trách móc người nào không đối tốt với mình, đem mối hận trong lòng nên tâm không lúc nào được yên vui, thanh thản. Kỳ thực, nếu như không phải kiếp trước đã từng đối xử không tốt với họ, thì nhất định kiếp này đã không gặp họ để trả mối nợ ấy. Trời đất vốn công bằng, nhưng con người vì không thấy nên không tin, cứ than thân trách phận, oán hận cả đất trời. Chẳng phải suốt đời sống trong mê mà không ngộ hay sao? Đời người có vay ắt phải trả, nhân quả báo ứng luôn hiện hữu. Vì vậy đừng bao giờ sống lỗi. Muốn biết nhân đời trước, xem hưởng quả đời này. Muốn biết quả tương lai, xét nhân gieo hiện tại. Hãy đọc câu chuyện, con người không thể biết được thiên cơ, nhưng nhân quả luôn hiện hữu. Vào triều Thanh, dưới sự trị vì của vua Ung Chính từ năm 1722 tới năm 1735, có một công tử tên Tô Đẩu Nam tình cờ gặp bằng hữu tại một quán rượu ven sông Bạch Câu. Hai người gặp lại, cùng uống rượu và than thở. Trời đất thật không có mắt mà, người tốt chẳng được đền đáp, còn gặp họa. Kẻ ác lại nhẫn nhơ và không phải trả nghiệp báo. Bỗng dưng có một người đàn ông cưỡi ngựa tới quán. Người này đến gần hai bằng hữu đang trò chuyện và hỏi, hai vị đang cho rằng không có luật nhân quả phải không? Hãy thử nghĩ mà xem, người hoang dâm vô độ ắt gánh bạo bệnh, kẻ mê cờ bạc đến manh áo chẳng còn, và kẻ trộm chẳng phải luôn bị bắt và trừng phạt đó sao? Những kẻ sát nhân chắc chắn sẽ phải trả mạng, đó đều là luật nhân quả. Báo ứng theo luật nhân quả xảy ra ở nhiều cấp độ vì còn phụ thuộc vào nghiệp của từng người. Trong tội ác cũng có ngộ sát và cố ý sát nhân. Ngày luật thế gian còn phân xử hình phạt khác nhau. Trong một băng nhóm tội phạm, nếu bị bắt giữ, kẻ cầm đầu bao giờ cũng bị trừng phạt nặng nhất rồi mới tới tay sai. Một số người dù đã phạm phải điều xấu, tuy nhiên nếu sớm hối cải, họ sẽ giảm bớt nghiệp phải trả. Một số trường hợp làm điều xấu và tạo ác nghiệp nhưng chưa gặp báo ứng ngay vì kiếp trước họ tích đức
nên được hưởng phúc báo. Nhưng một khi phúc báo đã cạn, chắc chắn họ sẽ bị luật nhân quả trừng phạt thích đáng. Mọi điều đều là thiên cơ, rất công minh và rõ ràng. Chỉ có điều con người không thể biết trước thiên cơ nên cứ phàn nàn, hoặc có những người chưa thấy gặp báo ứng nên vẫn tiếp tục phạm sai lầm. Người trần mắt thịt, hiểu biết hạn hẹp sẽ xàm ngôn vậy đó. Rồi người này nói tiếp: chúng ta nói về một trong hai người. Công tử nhẽ ra sẽ được thăng quan tiến chức, hưởng vinh hoa phú quý, nhưng vì nóng vội muốn thăng tiến mà dùng thủ đoạn mua chuộc quan trên, nên công tử sẽ không bao giờ đạt được ý nguyện. Đây cũng chính là bởi công tử không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn để được phúc báo theo đánh giá của thần linh. Người đàn ông bí ẩn này tới gần bạn của Tô công tử, rồi nói thì thầm gì đó vào tai, rồi hỏi: những gì công tử đã làm, chẳng lẽ công tử quên hết rồi? Mặt của người bạn đỏ ửng rồi tái nhợt. Người này nói yếu ớt: vì sao lại biết hết về tôi vậy? Người đàn ông bí ẩn mỉm cười: chỉ có thần linh mới thấu hiểu tâm can con người. Người trần mắt thịt thì biết được bao nhiêu. Sau đó người này đi ra ngoài, lên ngựa và biến mất như lúc mới xuất hiện. Đời có vay ắt phải trả, nhân quả báo ứng luôn hiện hữu, vì thế đừng bao giờ sống lỗi. Từ thời xa xưa, con người rất tin vào luật nhân quả và truyền tụng nhiều tích cổ có thật về trả nghiệp báo ứng, nhằm răn dạy con người sống có đạo đức hơn để tránh khổ sở về sau. Luật nhân quả luôn hiện hữu trong cuộc sống này, chỉ là nó sẽ đến muộn hay đến sớm mà thôi. Làm người chớ làm điều ác, kẻo gặp quả báo nặng. Khi chúng ta nhìn thấy người đứng đầu của một nước, một tỉnh, một huyện hay vùng đất nào đó, liền có thể biết kiếp trước họ là người quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Khi ta thấy người trường thọ, khỏe mạnh, thì hiểu họ trước đó luôn tuân thủ lời răn dạy của giới luật. Đối với người có vẻ ngoài khoan thai ổn trọng, lời nói và hành động hợp với khuôn phép của từng người được độ pháp, sẽ hiểu rõ họ là người có tấm lòng thanh tịnh, hướng tới điều tốt. Khi thấy người luôn sạch sẽ, không bệnh tật, thì hiểu rõ đó là người kiếp trước có tấm lòng hướng thiện. Thấy nhân sĩ có vóc dáng cao lớn, chúng ta biết họ luôn kính cẩn, lễ phép đối với thế nhân và thánh thần. Phật dạy, người tâm tướng phúc hậu, ngoại hình xuất chúng sẽ tránh được tai ương về phúc báo. Đời người như án phù vân, như sương như khói bụi trần về đâu. Mãi thương mãi ghét mãi sầu, ân ân oán oán bạc đầu chưa nguôi. Dựa theo luật nhân quả, có rất nhiều nghiệp nhân khác nhau nếu một người có phúc báo về hình thức. Nhiều người hiền lành có khuôn mặt phúc hậu, người dịu dàng lương thiện có khuôn mặt xinh đẹp, người thô bạo thường có vẻ mặt hung dữ. Rất nhiều phụ nữ trung niên lão niên có tính cách không tốt, vẻ mặt thường cay nghiệt, cũng là tướng bạc mệnh, khắc chồng. Thực ra, tướng mạo không phải cố định từ khi sinh ra, mà nó là kết quả của quá trình tu tâm, hành động lâu dài. Cũng vì vậy, tướng mạo sẽ biểu lộ vận mệnh tương lai của một người. Xem tướng là một loại tích lũy kinh nghiệm, tướng tùy tâm sinh, từ mặt biết tâm, từ tâm biết mệnh. Người ít chê bai, thường hay khen ngợi điều tốt của mọi người, cũng sẽ thành tựu được quả báo có hình dáng đẹp đẽ. Người hay dùng tài năng để tô vẽ tranh tượng của các vị thánh cũng được hưởng phước báo này. Còn những họa sĩ hay vẽ tranh biếm họa, chuyển gương mặt của các nhân vật nổi tiếng sang dạng méo mó, kỳ cục, hài hước sẽ phải chịu quả báo có gương mặt rùng rợn,
quái đản ở kiếp sau. Sáu nghiệp hao tổn tài sản cần tránh. Đầu tiên, đam mê rượu chè. Thứ hai, cờ bạc. Thứ ba, phóng đảng. Thứ tư, đam mê kỹ nhạc. Thứ năm, kết bạn người ác. Thứ sáu, biến lười. Phật bảo thiện sinh: Này thiện sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả biết rõ bốn kết hành không, làm ác theo bốn trường hợp, lại biết sáu nghiệp tổn tài ấy là, này thiện sinh, tránh được bốn trường hợp, cúng dường sáu phương, thì đời này tốt đẹp, đời sau tốt đẹp, đời này căn cơ, đời sau căn cơ. Trong hiện tại, được người trí ngợi khen, được quả báo bậc nhất, sau khi chết, được sanh lên trời, cõi thiện. Như vậy, Phật dạy người nào tránh được bốn nghiệp kết, bốn việc ác, sáu nghiệp hao tổn tài sản, thì không những đời này đẹp, và cả đời sau cũng được hưởng những quả tốt đẹp. Đời này có duyên lành, và đời sau cũng có duyên lành. Trong hiện tại, được người ngợi khen, xã hội ngợi khen, gia đình ngợi khen, và trên hết, phương ấy được an ổn, xã hội ấy được tốt đẹp, không lo sợ. Người nào không làm ác, do tham hận sợ si, thì danh dự càng thêm, như trăng hướng về rằm. Người hiền lành, đạo đức sẽ toát ra vẻ đẹp thánh thiện, khả kính. Lòng từ bi cũng là một yếu tố quan trọng. Người có thiện tâm, từ trong ra ngoài tản mát ra một loại hào quang, càng khiến người thuận mắt, càng ngày càng thích tiếp xúc, mà người ích kỷ, giảo hoạt, soi đo, tất khó nhìn, thậm chí xấu xí. Cho dù may mắn có khuôn mặt đẹp đẽ, thì trên mặt cũng sẽ dần hiện ra một vài chỗ khiến người không thích. Người ta thường nói, khuôn mặt không có duyên, chỉ lần đầu gặp hơi thuận mặt, tiếp xúc nhiều liền không còn thuận nữa. Tướng mạo và nghiệp báo có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, vẻ đẹp bên ngoài không liên quan đến đạo đức bên trong. Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn gặp những phụ nữ xinh đẹp nhưng tâm địa độc ác, hung dữ. Và có người đẹp nhưng lẳng lơ, không đứng đắn, hoặc người đẹp mà không có duyên. Những người có duyên khiến người khác yêu mến thường là người hiền lành, đạo đức, hay lễ Phật, cung kính Tam Bảo, hoặc kiên trì làm các công đức lành từ đời trước. Còn những người có tính hay thay đổi, làm phước rồi bỏ dở, hoặc không chung thủy, tín nghĩa, trung thành, sẽ cảm quả báo vô duyên ở đời sau. Chẳng phải vậy mà chỉ cần nhìn qua nét mặt, cử chỉ, dáng đi của một người, các nhà tướng số có thể kết luận được cuộc đời người này giàu, nghèo, sướng khổ như thế nào. Phật dạy, nếu bạn đang phải chịu thiệt thòi cũng đừng lo, ông trời sẽ bù đắp cho bạn. Những chuyện thiệt thòi thường xảy đến với bất cứ ai, nhưng cách người ta đối diện với nó thế nào mới là điều đáng bàn. Chăm chỉ làm việc, vất vả một chút, sống khiêm tốn, không khoe khoang, sẽ làm tâm bạn thư thái và tụ được sinh khí cho bản thân. Còn ngược lại sẽ làm tinh thần hao mòn, bất an. Dưới đây là một số điều Phật dạy về cách chịu thiệt thòi tạo phúc báo. Không cần phải tự cho mình thông minh. Bởi vì không có người thích người khác thông minh tuyệt đỉnh, và đặc biệt lại ghét người tự cho mình thông minh. Cho nên, cần có thái độ khiêm tốn một cách thận trọng, dám tự thừa nhận mình mãi vẫn là người ngốc trước đấng tạo hóa thì sẽ có thể tạo phúc. Thà rằng tự tin, cũng chớ đừng mù quáng bi quan. Bởi vì tự tin là một chủng năng lực, cho dù bạn tự tin có chút mù quáng cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Bạn có thể điều chỉnh tâm thái ngay trong thực tiễn
và tìm thấy vị trí thích đáng của mình. Nếu như đi sang tự ti mù quáng, tất nhiên bạn sẽ mất đi tất cả. Thà rằng mang tiếng thua, cũng không cần chỉ thắng không thua. Đặc biệt là trên những tranh luận vô vị và không cần thiết. Bởi vì đại đa số người chỉ muốn được thắng, không đành lòng chịu thua. Tốt nhất là cả hai bên đều cùng thắng. Thà được khỏe mạnh, còn hơn là được công danh lợi lộc. Thà được khỏe mạnh, một khi gặp nguy hiểm bất trắc đến, vẫn còn giữ được tấm thân. Bởi đơn giản, khỏe mạnh là vốn liếng quan trọng nhất của cuộc đời con người. Thà rằng vất vả, cũng chớ đừng ham muốn hưởng lạc. Ham muốn hưởng lạc là dễ dàng tiêu hao, mài mòn ý chí và ăn mòn tinh thần nhất. Lao động vất vả, cực khổ thích đáng, có khả năng mài luyện ý chí và rèn luyện thân thể. Thà rằng chịu thiệt, cũng không cần chiếm chút tiện nghi nhỏ. Bởi vì đại đa số người thích chiếm chút tiện nghi nhỏ mà không chịu nổi thiệt. Bạn cần tin rằng, chịu thiệt là phúc. Đương nhiên cần đề phòng, phòng ngừa với kẻ lừa đảo. Trên một phần vạn cực nhỏ, nếu có đang phải chịu lừa đảo, bạn cũng không cần phải canh cánh lo nghĩ. Hãy tin tưởng vào đấng tạo hóa của quy luật tự nhiên và quy luật xã hội, nhất định sẽ trừng phạt họ thôi, không cần phải dùng tới bạn đi trừng phạt họ. Thà rằng kiên trì, cũng không được bỏ quên lý tưởng. Lý tưởng là ngọn đèn hải đăng, kiên trì là một chủng lực lượng của nhân cách. Chỉ có kiên trì theo đuổi mới có thể sinh tồn. Làm người đừng quá gian, ai cũng không ngốc. Đời người có vay ắt phải trả, nhân quả báo ứng luôn hiện hữu. Vì vậy đừng bao giờ sống lỗi. Muốn biết nhân đời trước, xem hưởng quả đời này. Muốn biết quả tương lai, xét nhân gieo hiện tại. Hãy đọc câu chuyện, con người không thể biết được thiên cơ, nhưng nhân quả luôn hiện hữu. Vào triều Thanh, dưới sự trị vì của vua Ung Chính từ năm 1722 tới năm 1735, có một công tử tên Tô Đẩu Nam tình cờ gặp bằng hữu tại một quán rượu ven sông Bạch Câu. Hai người gặp lại, cùng uống rượu và than thở. Trời đất thật không có mắt mà, người tốt chẳng được đền đáp, còn gặp họa. Kẻ ác lại nhẫn nhơ và không phải trả nghiệp báo. Bỗng dưng có một người đàn ông cưỡi ngựa tới quán. Người này đến gần hai bằng hữu đang trò chuyện và hỏi: hai vị đang cho rằng không có luật nhân quả phải không? Hãy thử nghĩ mà xem, người hoang dâm vô độ, ắt gánh bạo bệnh. Kẻ mê cờ bạc đến manh áo chẳng còn, và kẻ trộm chẳng phải luôn bị bắt và trừng phạt đó sao? Những kẻ sát nhân chắc chắn sẽ phải trả mạng, đó đều là luật nhân quả. Báo ứng theo luật nhân quả xảy ra ở nhiều cấp độ vì còn phụ thuộc vào nghiệp của từng người. Trong tội ác cũng có ngộ sát và cố ý sát nhân. Ngay luật thế gian còn phân xử hình phạt khác nhau. Trong một băng nhóm tội phạm, nếu bị bắt giữ, kẻ cầm đầu bao giờ cũng bị trừng phạt nặng nhất rồi mới tới tay sai. Một số người dù đã phạm phải điều xấu, tuy nhiên nếu sớm hối cải, họ sẽ giảm bớt nghiệp phải trả. Một số trường hợp làm điều xấu và tạo ác nghiệp nhưng chưa gặp báo ứng ngay vì kiếp trước họ tích đức nên được hưởng phúc báo. Nhưng một khi phúc báo đã cạn, chắc chắn họ sẽ bị luật nhân quả trừng phạt thích đáng. Mọi điều đều là thiên cơ, rất công minh và rõ ràng. Chỉ có điều con người không thể biết trước thiên cơ nên cứ phàn nàn, hoặc có những người chưa thấy gặp báo ứng nên vẫn tiếp tục phạm sai lầm. Người trần mắt thịt, hiểu biết hạn hẹp sẽ xàm ngôn vậy đó. Rồi người này nói tiếp: chúng ta nói về một trong hai người,
công tử nhẽ ra sẽ được thăng quan tiến chức, hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng vì nóng vội muốn thăng tiến mà dùng thủ đoạn mua chuộc quan trên, nên công tử sẽ không bao giờ đạt được ý nguyện. Đây cũng chính là bởi công tử không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn để được phúc báo theo đánh giá của thần linh. Người đàn ông bí ẩn này tới gần bạn của Tô công tử, rồi nói thì thầm gì đó vào tai, rồi hỏi: "Những gì công tử đã làm, chẳng lẽ công tử quên hết rồi?" Mặt của người bạn đỏ ửng rồi tái nhợt. Người này nói yếu ớt: "Vì sao lại biết hết về tôi vậy?" Người đàn ông bí ẩn mỉm cười: "Chỉ có thần linh mới thấu hiểu tâm can con người. Người trần mắt thịt thì biết được bao nhiêu." Sau đó người này đi ra ngoài, lên ngựa và biến mất như lúc mới xuất hiện. Đời có vay ắt phải trả, nhân quả báo ứng luôn hiện hữu, vì thế đừng bao giờ sống lỗi. Từ thời xa xưa, con người rất tin vào luật nhân quả và truyền tụng nhiều tích cổ có thật về trả nghiệp báo ứng, nhằm răn dạy con người sống có đạo đức hơn để tránh khổ sở về sau. Luật nhân quả luôn hiện hữu trong cuộc sống này, chỉ là nó sẽ đến muộn hay đến sớm mà thôi. Làm người chớ làm điều ác, kẻo gặp quả báo nặng. Khi chúng ta nhìn thấy người đứng đầu của một nước, một tỉnh, một huyện hay vùng đất nào đó, liền có thể biết kiếp trước họ là người quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Khi ta thấy người trường thọ, khỏe mạnh, thì hiểu họ trước đó luôn tuân thủ lời răn dạy của giới luật. Đối với người có vẻ ngoài khoan thai ổn trọng, lời nói và hành động hợp với khuôn phép của từng người được độ pháp, sẽ hiểu rõ họ là người có tấm lòng thanh tịnh, hướng tới điều tốt. Khi thấy người luôn sạch sẽ, không bệnh tật, thì hiểu rõ đó là người kiếp trước có tấm lòng hướng thiện. Thấy nhân sĩ có vóc dáng cao lớn, chúng ta biết họ luôn kính cẩn, lễ phép đối với thế nhân và thánh thần.